Xin được hân hoan đồng nhiệt chào mừng các quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể nhân dân đã về tham dự đêm giao lưu văn nghệ, các hoạt văn hóa chào mừng lễ đón nhận danh hiệu xã Nga Hoài đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 ngày hôm nay. Và trước khi bắt đầu chương trình văn nghệ đêm nay, cho phép tôi xin được trân trọng gửi tới các quý vị đại biểu, quý vị khách quý lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất cho đêm giao lưu văn nghệ ngày hôm nay thành công, sức rỡ. Thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể nhân dân, hòa chung với niềm vui chung của toàn nước chào đón các sự kiện trọng đại của đất nước như kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Nga Hải chào đón một sự kiện trọng đại của địa phương, đó chính là lễ đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Đây là niềm vinh dự tự hào của các thế hệ cán bộ đảng viên và nhân dân xã nhà, điều đó mãi là dấu ấn đẹp trong trái tim của mỗi người dân Nga Hải chúng ta. Và để chào mừng sự kiện trọng đại này, các diễn viên không chuyên đến từ các làng văn hóa, các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn xã đã chuẩn bị các công trình nghệ thuật đặc sắc để mang những bông hoa đẹp đó chúc mừng thành công của xã nhà. Thật sự với đêm giao lưu văn nghệ ngày hôm nay, tôi xin được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của các đồng chí đại diện các cơ quan ban ngành đoàn thể đã trở về tham dự trong buổi tối ngày hôm nay. Xin được giới thiệu các đồng chí khách quý, đồng chí Phạm Đình Tố, ủy viên ban thường vụ trưởng ban tổ chức huyện ủy. Xin được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Thịnh Văn Huyên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện La Sơn. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Trịnh Văn Oanh, bí thư đảng bộ xã. Xin được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ, cán bộ ủy ban nhân dân xã, cấp ủy các chi bộ và toàn thể nhân dân đã có mặt tại đêm văn nghệ ngày hôm nay. Và các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ, cán bộ ủy ban nhân dân xã, cấp ủy các chi bộ và toàn thể nhân dân đã có mặt vào thời khắc này, và đặc biệt chúng ta được chào đón 24 tiết mục văn nghệ đến từ các làng văn hóa, các cấp trường, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn xã và biểu diễn trong buổi tối ngày hôm nay. Quý vị hãy cho một tràng pháo tay thật đông nhiệt để chào mừng. Và tiếp theo chương trình xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Vũ Đình Hoàng, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Nga Hải sẽ lên phát biểu khai mạc đêm giao lưu văn nghệ ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân,
xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn diện của nông thôn. Sau 6 năm triển khai và thực hiện chương trình, xã Ngải đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Làng quê quát lên mình chiếc áo mới, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Cán bộ, đảng viên và nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng cộng hưởng sức mạnh ngoại lực và nội lực để thực hiện thành công các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, góp phần làm thay đổi diện mạo vùng quê. Hội diễn văn nghệ của các làng văn hóa, cơ quan trường hợp có đời sống văn hóa tốt trên địa bàn xã Ngải hôm nay là những tiết mục văn nghệ do các ông, các bà, các anh, các chị, các đoàn viên thanh niên là những người hàng ngày lo công việc đồng áng, tối đến hăng say tập luyện ca hát để động viên tinh thần, quên đi những khó khăn vất vả của người đông. Bên cạnh đó còn có các tiết mục văn nghệ của các thầy cô giáo đang công tác tại các trường hàng ngày nâng niu dạy dỗ, chăm sóc những mầm non tương lai của đất nước, cũng tập luyện hết mình để có những tiết mục đặc sắc mang đến hội diễn để chào mừng những công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc đêm hội diễn văn nghệ các làng văn hóa, cơ quan văn hóa có đời sống văn hóa tốt trên địa bàn xã Ngải. Kính chúc các quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể nhân dân mạnh khỏe. Chúc đêm hội diễn văn nghệ thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nga Hải. Vâng, thưa quý vị, sau đây xin được trân trọng kính mời đại diện các đội tham gia đêm giao lưu văn nghệ ngày hôm nay Lê Nguyễn Hoa từ ban tổ chức. Xin được trân trọng kính mời đại diện đơn vị xóm Hải Bình, xóm Hải Tiến, xóm Cần Thanh, xóm Tây Sơn, xóm Trung Tiến, Bắc Sơn, Hải Nam, Hải Lộc, Đông Hải, đơn vị trường trung học cơ sở, đơn vị trường mầm non và đơn vị trường tiểu học. Xin trân trọng kính mời đại diện các đội văn nghệ sẽ cùng trở về với sân khấu để nhận hoa từ ban tổ chức. Xin trân trọng kính mời các đơn vị. Một lần nữa, chúng tôi xin mời đại diện tất cả các đơn vị văn nghệ, chúng ta sẽ một lần tiếp cận sân khấu để nhận hoa của ban tổ chức cho buổi tối ngày hôm nay. Tươi thắm đến từ ban tổ chức dành tặng cho các đội văn nghệ tham gia cho đêm diễn ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời đơn vị Hải Bình, Hải Tiến, Cần Thanh, Tây Sơn, Trung Tiến, Bắc Sơn, Hải Nam, Hải Lộc, Đông Hải, đơn vị trường trung học cơ sở, mầm non và trường tiểu học hãy cùng bước lên sân khấu để đón nhận những bó hoa tươi thắm để dành tặng cho các đội văn nghệ sẽ có những công trình nghệ thuật biểu diễn cho đêm văn nghệ ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời các đơn vị. Thời gian tổ chức hội nghị trong buổi tối ngày hôm nay, xin mời đại diện tất cả các đơn vị văn nghệ chúng ta sẽ vui lòng tiếp cận sân khấu trong buổi tối ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời đồng chí Thịnh Văn Anh, Bí thư Đảng bộ xã và đồng chí Vũ Trọng Trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nga Hải sẽ cùng lên sân khấu để dành tặng những món hoa tươi thắm cho các đội văn nghệ trở về tham gia trong đêm liên hoan văn nghệ chào mừng xã Nga Hải đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời các đồng chí. Một món hoa tươi ngát để thay cho những lời chúc tốt đẹp nhất dành tặng đại diện các đội văn nghệ sẽ hướng về những cuộc thi trả lời những điều ý nghĩa trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, trên sân khấu lúc này là các đơn vị sẽ tham gia hội thi văn nghệ ngày hôm nay. Và để quý vị, chúng ta sẽ một lòng dành một tràng pháo tay để chúc mừng đi ạ. Xin lãnh đạo xã và xin cảm ơn đại diện các đội văn nghệ rất nhiều. Thưa quý vị thân mến, để chuẩn bị cho hội diễn đêm nay, Ủy ban Nhân dân xã đã thành lập ban tổ chức hội thi văn nghệ cho mừng xã Nga Hải đón nhận danh hiệu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Ban tổ chức đã chỉ đạo các đội luyện tập
theo nội dung đề ra, bảo đảm chất lượng tham dự buổi diễn đêm nay. Ban tổ chức cũng chỉ đạo các buổi diễn văn nghệ đêm nay với tinh thần giao lưu vui vẻ, thể hiện tinh thần đoàn kết giữa các đơn vị trong xã và học hỏi kinh nghiệm của nhau để làm tốt hơn trong thời gian tới. Và thưa quý vị, trong mỗi hội thi hay đêm hội diễn nào cũng vậy, thành phần không thể thiếu được đó chính là ban giám khảo, những người cầm cân nảy mực, là người sẽ làm việc công tâm hết mình để tìm ra đội thi xứng đáng giành giải cao nhất ngày hôm nay. Và sau đây tôi xin được giới thiệu thành phần ban giám khảo và ban thư ký của hội thi. Về thành phần ban giám khảo, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Mạnh Hà, cán bộ văn hóa xã, trưởng ban. Xin được trân trọng giới thiệu ông Mai Ngọc Hậu, chủ tịch mặt trận tổ quốc thành viên. Xin được trân trọng giới thiệu bà Mai Thị Vân, cán bộ văn hóa xã, thành viên. Và xin giới thiệu thư ký bà Mai Thị Nga, cán bộ thông tin văn hóa huyện, thành viên. Sau đây xin được kính mời ban giám khảo và ban thư ký lên làm việc và kính chúc các đồng chí trong ban giám khảo và ban thư ký sẽ làm việc hết mình sáng suốt để lựa chọn những tiết mục xuất sắc nhất ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Thank you.
Vâng, xin cảm ơn đơn vị Trường Mầm Non với bài hát Điểm Tin Sơn Đẳng. Và tiếp theo chương trình xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị sẽ cùng hướng trở về sân khấu và đến với tiết mục tiếp theo, tiết mục của đơn vị Trường Trung học Cơ sở với bài hát Đất nước bên bờ sóng. Và chúng ta cùng xây một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón tiết mục thứ hai ạ. Và sau tiết mục Đất nước bên bờ sóng của đơn vị Trường Trung học Cơ sở, đó là tiết mục Giai điệu Tổ quốc của tập thể giáo viên tiểu học, xin quý vị sẽ bắt đầu chuẩn bị các tập thi của mình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sẽ dành cho tiết mục vừa rồi đất nước bên bờ sóng của trường trung học cơ sở một tráng tay đi ạ. Và ngay giây phút này chúng ta sẽ cùng nhau vui lòng hướng về phần dự thi tiếp theo của tập thể giáo viên trường tiểu học với tổ khúc Giai điệu Tổ quốc. Xin mời quý vị sẽ cùng nhau thưởng thức. Sau tiết mục của đơn vị tiểu học là tiết mục của đơn vị trung tiến với bài hát Mùa xuân trên quê hương. Sau tiết mục của đơn vị trung tiến là tiết mục của đơn vị Hải Nam với bài hát Đảng nào cuộc sống của tôi. Xin trân trọng kính mời các đơn vị cùng chuẩn bị. Trong tình thương nước vô vàn.
chào mọi tay thật nồng nhiệt từ quý vị. Tiếp theo chương trình xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với tiết mục Mùa Xuân Trên Quê Hương, có phần thể hiện của tốp hát múa đến từ đơn vị Trung Tiến. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Và sau tiết mục Mùa Xuân Trên Quê Hương, xin quý vị sẽ đến với tiết mục Đảng Là Cuộc Sống Của Tôi do đơn vị Hải Nam trình bày. Trung Tiến và ngay sau đây xin mời quý vị sẽ đến với phần dự thi Đảng Là Cuộc Sống Của Tôi do đơn vị Hải Nam trình bày. Và sau tiết mục của đơn vị Hải Nam đó là tiết mục Trèo Đẹp Mãi Quê Em, tiết mục tự biên do Cần Thanh thể hiện. Xin mời quý vị sẽ cùng nhau thưởng thức.
trong ngón tay thật nồng nhiệt thưa quý vị. Và tiếp theo chương trình xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị sẽ cùng hướng trở về sân khấu để đến với tiết mục tự biên Trèo Đẹp Mãi Quê Em có phần thể hiện của đơn vị Cần Thanh. Sau tiết mục của đơn vị Cần Thanh là tiết mục của đơn vị Hải Tiến. Sau tiết mục của đơn vị Hải Tiến là tiết mục của đơn vị Bắc Sơn. Xin được trân trọng kính mời các đơn vị chuẩn bị. Trân trọng kính mời đơn vị Hải Tiến sẽ lên chỉ diện tiết mục của đơn vị vị mình trước. Và xin được lưu ý với các đội văn nghệ là chúng ta hãy chuẩn bị sẵn âm nhạc. Khi người dẫn chương trình chúng tôi mời quý vị sân khấu biểu diễn thì quý vị sẽ cùng nhanh chân trở về sân khấu để bảo đảm đêm hội diễn ra thành công tốt đẹp. Vâng, và sau đây xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị cùng hướng về sân khấu để chào đón tiết mục Non Nước Hữu Tình qua phần thể hiện của đơn vị Hải Tiến. Một tràng tay thật nồng nhiệt thưa quý vị. Thank you.
Xin cảm ơn rất nhiều với tiết mục dự thi năng lực hữu tình của đơn vị Hải Tiến, và ngay sau đây xin mời quý vị sẽ quay trở lại phần dự thi của đơn vị Cần Thanh với tiết mục Trèo đẹp mãi quê em. Xin mời quý vị sẽ cùng nhau thưởng thức. Chia tay với làn điệu chèo của đơn vị Sóng Cần Thanh biểu diễn,
Tiếp theo chương trình xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với tiết mục của đơn vị Bắc Sơn với bài hát Đêm nghe tiếng cỏ đời nhiều bác. Và chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón tiết mục tiếp theo. Và sau tiết mục Đêm nghe tiếng cỏ đời nhiều bác, chúng ta sẽ cùng nhau chào đón phần dự thi của đơn vị Tây Sơn với tổ công tác múa nhớ mãi một miền quê. Thank you.
Xin quý vị sẽ đến với phần dự thi Nhớ Mãi Một Miền Quê do đơn vị Tây Sơn trình bày. Và sau phần dự thi của đơn vị Tây Sơn, đó là phần dự thi của đơn vị Hải Lộc với tiết mục Đảng Là Cuộc Sống Của Tôi.
Sau đây phần diễn tiếp theo xin mời quý vị sẽ chào mừng đơn vị Hải Bình với tiết mục Thẳng Hướng Tương Lai, và sau phần diễn thi của đơn vị Hải Bình đó là phần diễn thi của đơn vị Hải Nam. Xin mời quý vị sẽ cùng nhau chuẩn bị.
đã hoàn thành xong phần trình diễn của mình với tiết mục rất tuyệt vời. Và chúng ta hãy cùng xem một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng Đơn vị Hải Bình ạ. Tiếp theo chương trình xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với bài hát Vầng Trăng Ba Đình qua phần thể hiện của đơn vị Hải Nam. Sau đơn vị Hải Nam là tiết mục của đơn vị Đông Hải với bài hát Vầng Cả Nước Xây Dựng Nông Thôn Mới. Xin được mời các đơn vị chuẩn bị. Thank you.
Xin được chúc mừng phần dự thi của đơn vị Hải Nam với tiết mục Vầng Trăng Ba Đình, và ngay sau đây xin mời quý vị sẽ trở về với phần dự thi của đơn vị Đông Hải với ca khúc Mừng Cả Nước Xây Dựng Nông Thôn Mới. Và sau tiết mục của đơn vị Đông Hải đó là tiết mục của trường tiểu học, xin quý vị sẽ cùng nhau chuẩn bị và thưởng thức.
phần dự thi của đơn vị Đông Hải lên cả nước xây dựng nông thôn mới, và ngay sau đây xin trở về với phần dự thi của đơn vị trường tiểu học với liên khúc Tổ quốc Việt Nam em là mầm non của Đảng. Và sau đơn vị trường tiểu học đó là đơn vị trường mầm non, xin đơn vị sẽ cùng nhau thưởng thức. Thank you.
giàn dựng hết sức tuyệt vời của quý vị. Và chúng ta hãy cùng xem một tràng pháo tay thật nồng nhiệt nữa cho các em ạ. Và tiếp theo chương trình xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với tiết mục Đường Về Thanh Hóa, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Trọng qua phần thể hiện của đơn vị Trường Mầm Non. Và chúng ta hãy cùng một lần nữa xem một tràng pháo tay để chờ đón tiết mục tiếp theo. Sau tiết mục của Trường Mầm Non là tiết mục của Trường Trung học Cơ sở. Sau tiết mục của Trường Trung học Cơ sở là tiết mục của đơn vị Hải Tiền với bài hát Về Với Xứ Thanh. Xin mời các đơn vị chuẩn bị. Thank you.
Chào mừng phần diễn tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay đến từ đơn vị trường trung học cơ sở với những ca khúc Đường Trường Sơn Say Qua hợp và sau phần dự thi của trường trung học cơ sở đó là đơn vị dự thi Hải Tiến. Xin mời các tiết mục sẽ cùng nhau chuẩn bị. Thank you.
gái ở Trường Sơn của trường trung học cơ sở. Thì xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị sẽ cùng hướng trở về sân khấu để đến với tiết mục Về Với Xứ Thanh có phần thể hiện của đơn vị Hải Tiến. Sau đơn vị Hải Tiến sẽ là đơn vị Hải Lộc với bài hát Tiếng Đàn Tà Lư. Xin mời các đơn vị chuẩn bị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xin được cảm ơn và chúc mừng phần dự thi của đơn vị Hải Tiến với ca khúc Đường Về Với Xứ Thành. Và ngay sau đây xin trở về phần dự thi tiếp theo của đơn vị Hải Lộc, tiếng đàn Tà Lư. Và sau tiết mục của đơn vị Hải Lộc, đó là một phần dự thi của đơn vị Tây Sơn. Xin mời các tiếp viên tiếp tục chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị. Với bài hát Những Cô Gái Trên Quê Hương Quan Họ. Xin mời quý vị sẽ cùng chào đón tiết mục Nông Thôn Ngày Mới của đơn vị Tây Sơn. Alo.
của đơn vị Bắc Sơn. Sau đơn vị Bắc Sơn sẽ là đơn vị Hải Bình với tiết mục Đường Về Thanh Hóa. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Dễ thương của những ngày hội của những cô gái giao duyên mà còn là những cô gái vội tiềm thức làm việc nhà.
mừng phần dự thi của đơn vị Bắc Sơn với hát múa Những Cô Gái Trên Quê Hương Quan Họ. Và sau đây chào mừng phần dự thi tiếp theo, xin chào mừng tiếp tục đơn vị Thanh Hóa của đơn vị Hải Bình, và sau đơn vị Hải Bình đó là đơn vị Cần Thơ. Thank you.
xin chúc mừng phần dự thi của đơn vị Hải Bình, đơn vị Thanh Hóa. Và ngay sau đây phần dự thi tiếp theo của đơn vị Cần Thanh với ca khúc Lời Ca Dân Bác. Và sau phần dự thi của đơn vị Cần Thanh đó là đơn vị Đồng Hải. Trở về phần diễn tiếp theo của đơn vị Đông Hải, múa hát hát về nông thôn mới. Và sau tiết mục của đơn vị Đông Hải đó là tiết mục của đơn vị Trung Tiến. Xin quý vị sẽ cùng nhau theo dõi. Chương
Mẹ không cho xa lần nào, vì đã nói
những các đội văn nghệ đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp từ chính tinh thần trách nhiệm cũng như tài năng của mình. Và ngay sau đây xin trân trọng kính mời ban thư ký và ban giám khảo, chúng ta sẽ cùng chuyển kết quả về với những người dẫn chương trình chúng tôi để chúng tôi sẽ công bố kết quả trong đêm hội diễn ngày hôm nay. Và một lần nữa, chúng ta hãy cùng xem một tràng pháo tay thật nồng nhiệt cho 24 tiết mục. Và đồng thời chúng tôi xin mời tất cả đại diện các đơn vị văn nghệ cũng như bà con nhân dân, chúng ta sẽ cùng nhau vui lòng ngồi lại để cùng nhau hướng về nghi thức trao giải trong buổi tối ngày hôm nay, để hướng về những đội thi có những phần thưởng cao nhất và cũng như đạt giải tốt nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Và ngay sau phút này, trong lúc chờ kết quả từ ban giám khảo, xin được trân trọng kính mời đại diện các đội văn nghệ sẽ cùng trở về sân khấu. Xin được trân trọng kính mời đội văn nghệ trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, đơn vị Hải Tiến, Hải Bình, Cần Thanh, đơn vị Tây Sơn, Trung Tiến, Bắc Sơn, Hải Lộc, Hải Nam, Đông Hải sẽ cùng trở về sân khấu để cùng đón nhận những kết quả đến từ ban tổ chức cũng như ban giám khảo ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời các đội văn nghệ. Một lần nữa, chúng tôi xin mời đại diện tất cả các đơn vị văn nghệ sẽ vui lòng trở lên sân khấu trong buổi tối ngày hôm nay. Oh,
Xin cảm ơn rất nhiều. Ca khúc Nhớ Mãi Đôi Bên Quê vừa rồi đã cất lên trong buổi tối ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, sau một thời gian làm việc nghiêm túc, khẩn trương và công tâm của ban giám khảo, ban thư ký thì trên tay tôi lúc này là kết quả của hội thi hôm nay. Và khoảnh khắc này chào mừng tất cả các đội trưởng của đơn vị tham dự hội thi trong buổi tối này. Thì xin mời đội trưởng các đơn vị văn nghệ, chúng ta sẽ cùng nhau vui lòng trở lên sân khấu. Xin trân trọng kính mời đội trưởng các đơn vị mầm non, trung học cơ sở, tiểu học Trung Tiến, Hải Nam, Cần Thanh, Hải Tiến, Bắc Sơn, Tây Sơn, Hải Đồng, Hải Bình và Hải Nam sẽ cùng trở về sân khấu để lắng nghe kết quả từ ban giám khảo và ban thư ký trong đêm hội diễn ngày hôm nay. Xin mời các đơn vị văn nghệ, đội trưởng các đơn vị, chúng ta sẽ cùng nhau trở lên sân khấu đảm bảo thời gian cho buổi tối ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, trên sân khấu đó chính là 12 đội văn nghệ và các tiết mục đặc sắc nhất đời này. Và chúng ta cùng xem một tràng pháo tay thật nồng nhiệt nữa để chúc mừng ạ. Và số kết quả đêm nay có như thế nào thì tất cả chúng ta đều có thể tự hào vì những gì mà chúng ta đã làm được. Đây đóng góp một phần công sức, đóng góp một bông hoa đẹp để sâu lên thành công của sân nhà. Một lần nữa xin được cảm ơn và chúc sức khỏe các đội văn nghệ. Kính thưa quý vị và chào mừng các giải thưởng trong buổi tối ngày hôm nay qua các phần thi của hội diễn văn nghệ trong buổi tối đồng đầy này. Thì ngày hôm nay toàn thể nhân dân và cũng như bà con xã Hải của chúng ta được vui lòng chào mừng một chương trình rất đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay để đón nhận một giây phút mà xã Hải của chúng ta được long trọng chào mừng. Huyện Ca Sơn tỉnh Thanh Hóa chúng ta đã cùng nhau yêu cầu cho buổi tối long trọng này hòa nhịp cùng với nhau để tổ chức một hội thi ý nghĩa và trang trọng. Và giờ phút này đó là kết quả các hội thi văn nghệ trong buổi tối ngày hôm nay. Và sau đây xin được trân trọng kính mời đại diện các đơn vị trường trung học cơ sở Trung Tiến, Cần Thanh, Hải Tiến, Bắc Sơn, Tây Sơn, Hải Lộc, Hải Bình, Đông Hải. Xin mời các đơn vị chúng ta sẽ bước lên trước một bước ạ. Chính là những đơn vị. Một lần nữa xin nhắc lại rằng xin mời trở lên phía trên một bước đơn vị trường trung học cơ sở Trung Tiến, Cần Thanh, Hải Tiến, Bắc Sơn, Tây Sơn, Hải Lộc, Hải Bình, Đông Hải. Xin mời. Trong đêm hội diễn ngày hôm nay và xin được trân trọng kính mời đồng chí Vũ Đình Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã sẽ lên trao giải giải ba cho các đơn vị. Vâng, và thưa quý vị thân mến, các điểm số rất sát sao, các đội chỉ cách nhau có 0,5 và 0,25 điểm thôi. Nhưng mà những kết quả mà chúng ta đạt được ngày hôm nay, chúng ta rất đáng tự hào bởi vì những tiết mục đó là những bông hoa đẹp nhất để chúng ta cùng xanh tặng lên thành công của xã nhà. Một lần nữa xin được chúc mừng các đơn vị và xin được cảm ơn các đội văn nghệ đã cống hiến hết mình cho đêm hội diễn ngày hôm nay. Giải thưởng ý nghĩa và trang trọng ngày hôm nay, xã Hải của chúng ta đạt chuẩn nông thôn mới. Và phải cách này, những hội thi ý nghĩa đó để bày tỏ tất cả những tấm lòng đoàn kết của toàn dân, toàn đảng của chúng ta tại quê hương Ca Hải xa nhà, để hướng về một tương lai tốt đẹp đang chờ đón chúng ta, xây nhau hòa nhịp để cho quê hương chúng ta ngày một giờ đẹp hơn. Một lần nữa, xin quý vị sẽ vui lòng dành một tràng pháo tay để chúc mừng các đơn vị đạt giải ba trong hội thi ngày hôm nay. Xin mời quý vị. Xin được cảm ơn đồng chí Vũ Đình Hoàng, xin được cảm ơn các đội văn nghệ. Bước vào trên sân khấu lúc này, đó chính là những đơn vị còn lại: trường mầm non, đơn vị Hải Nam và trường tiểu học. Và có lẽ là rất hồi hộp. Và tiết mục xuất sắc nhất ngày hôm nay cũng cách điểm tương đối không nhiều. Và sau đây, xin trân trọng kính mời cả ba đơn vị chúng ta sẽ vượt lên trước một bước ạ. Và với điểm số cao nhất ngày hôm nay, xin được chúc mừng đơn vị có điểm số 111 điểm, đơn vị trường mầm non. Xin được chúc mừng đơn vị. Và mầm non là đơn vị đã xuất sắc nhất, đạt giải nhất cho đêm hội diễn ngày hôm nay. Ba đơn vị còn lại là trường tiểu học và đơn vị Hải Nam đã xuất sắc đạt giải nhì. Sau đây xin được trân trọng kính mời đồng chí Mai Sĩ Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và đồng chí Thịnh Văn Oanh, Bí thư Đảng bộ xã Hải sẽ cùng lên trao giải nhì và giải nhất cho ba đơn vị xuất sắc nhất
cho đêm hội diễn ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời các đồng chí. Một lần nữa xin chúc mừng tất cả các đơn vị văn nghệ chúng ta đã cùng nhau công hiến tất cả những tác phẩm của âm nhạc được cất lên trong buổi tối ngày hôm nay để chào mừng xã hội của chúng ta và chuẩn nông thôn mới. Và phải rất này một hôm sẽ phút tốt đẹp nhất chúng ta đang chào đón những thời gian nhất định đã tổ chức buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa tương lai đang rực sáng và chào đón quý vị những hành trang công việc và những thành tích tương lai tốt đẹp hơn nữa. Giải nhất chúng ta sẽ bước đến trước một bước để đón nhận giải nhất và ban tổ chức trao tặng cho đơn vị mầm non ngày hôm nay. Một lần nữa xin chúc mừng đơn vị mầm non, một tràng tay thật lớn nhiệt từ quý vị. Và tiếp theo xin trân trọng kính mời hai đơn vị giải nhì, chúng ta sẽ đón nhận món quà đến từ ban tổ chức. Món quà có ý nghĩa vô cùng quan trọng, bởi đó sẽ là những kỷ niệm đẹp nhất của các đội văn nghệ khi tham gia đêm hội diễn để chúc mừng cho sáng ngày đón chào năm mới ngày hôm nay. Và chúng ta hãy cùng một lần nữa chúc mừng các đội viên. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, sau một thời gian biểu diễn thì đêm sao đêm văn nghệ chào mừng lễ đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đã thành công tốt đẹp. Thay lời cho ban tổ chức đêm sao đêm văn nghệ, xin được gửi lời cảm ơn tới các đội văn nghệ đến từ các đơn vị xóm, các trường học đã chuẩn bị tiết mục đặc sắc để đem đến thành công cho đêm diễn. Và xin cảm ơn các đồng chí đại biểu đã dành thời gian về chỉ đạo, theo dõi, cổ vũ động viên cho các buổi thi. Cảm ơn các đồng chí trong ban tổ chức, ban giám khảo, ban thư ký đã làm việc hết mình với tinh thần vô tư, công tâm, khách quan và đầy trách nhiệm để tìm ra những tiết mục xuất sắc nhất ngày hôm nay. Xin cảm ơn toàn thể nhân dân đã về cổ vũ và động viên cho các tiết mục. Một lần nữa xin được kính chúc quý vị đại biểu, quý vị khách quý lời chúc sức khỏe, an bình, hạnh phúc. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.